Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn những cái cách để giúp bạn sinh viên có thể kiếm được tiền. Nếu như các bạn đang là sinh viên thì chắc hẳn là các bạn sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn là những người đã ra trường và đi làm. Cũng như lúc này thì các bạn cũng chưa vướng bận quá nhiều về gánh nặng cũng như là trách nhiệm về kinh tế và gia đình. Các bạn sinh viên chúng ta có thể hạn chế về vốn, thế nhưng mà các bạn sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi, đúng không nào? Và sẽ có những công việc làm thêm phù hợp với các bạn để giúp các bạn trang trải cuộc sống, cũng như là nếu các bạn làm tốt thì hoàn toàn các bạn có thể độc lập tài chính từ rất sớm. Tất cả những công việc sau đây mà mình muốn chia sẻ với các bạn nó sẽ không phải là những công việc tay chân như là bán hàng, là bưng bê, là phục vụ đâu, và hoàn toàn các bạn có thể ngồi tại nhà và làm việc tại nhà. Vậy thì các bạn đã sẵn sàng để mong muốn kiếm cho mình thêm một cái nguồn thu nhập chưa nào? Cách đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là chúng ta hãy viết blog và trở thành một người blogger giống như mình. Viết blog là một cách khá hay để các bạn có thể kiếm thêm tiền. Nếu như các bạn có một cái sở thích về một cái nội dung nào đó thì các bạn hãy viết về nó và chia sẻ cái nội dung đó với người khác. Các bạn có thể viết blog về một chủ đề học thuật, hoặc nếu như các bạn có kiến thức rộng hơn thì các bạn có thể viết blog về những lĩnh vực khác. Ví dụ như là gì ạ? Là về mỹ phẩm, đúng không ạ? Hay là chia sẻ kinh nghiệm du lịch, hay là những câu chuyện hay, những câu chuyện thú vị, đúng không nào? Và khi blog của bạn hấp dẫn và hay thì sẽ có rất nhiều người biết đến blog của bạn. Và nếu như các bạn đăng những cái bài viết chất lượng lên blog của chúng ta một cách thường xuyên thì chắc chắn là các bạn sẽ thu hút được rất nhiều người dùng vào blog của chúng ta. Một blog mà có lượng truy cập ổn định thì sẽ giúp các bạn có thêm một cái nguồn thu nhập vững chắc thường xuyên. Và đến đây thì các bạn sẽ đặt câu hỏi là vậy thì blog sẽ được kiếm tiền thông qua những hình thức như thế nào? Cách thứ nhất đó chính là chúng ta có thể bán hàng trực tiếp trên blog của chúng ta. Ví dụ như là mấy bạn review về mỹ phẩm thì các bạn có thể bán mỹ phẩm, và mấy bạn review về du lịch thì các bạn có thể bán vé máy bay. Cách thứ hai, các bạn có thể làm affiliate marketing, tức là tiếp thị liên kết. Tiếp thị liên kết hiểu đơn giản là các bạn giúp người khác bán hàng bằng cách là các bạn viết những bài viết chia sẻ và khéo léo lồng vào đó những cái đường link giới thiệu sản phẩm tới khách hàng, đúng không ạ? Và khi khách hàng mua sản phẩm qua cái đường link giới thiệu của các bạn thì các bạn sẽ nhận được phần trăm hoa hồng. Cách thứ ba các bạn có thể kiếm được tiền từ một blog đó chính là các bạn có thể đặt những cái banner quảng cáo trên blog của chúng ta. Vậy thì các bạn có muốn là mình hướng dẫn các bạn chi tiết những bước này không? Và nếu như các bạn muốn, hãy đăng ký kênh của mình và chờ đợi vào những video tiếp theo các bạn nhé. Cách thứ hai mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là các bạn có thể làm gia sư, đúng không nào? Gia sư là một cái công việc mà được rất nhiều các bạn sinh viên lựa chọn vì tính chất rất là nhẹ nhàng và sử dụng trí óc hơn là tay chân, và mức lương cũng khá cao so với các bạn làm phục vụ. Và nếu như các bạn tự tin vào khả năng cũng như là kiến thức của mình thì các bạn có thể đến những trung tâm gia sư để chúng ta kiếm suất, đúng không nào? Hoặc là nhờ những người bạn bè, người thân giới thiệu. Ở bất cứ một trường đại học nào thì các bạn cũng có thể dạy ôn tập cho các bạn sinh viên khóa dưới, đúng không nào? Hay là mở những lớp dạy ôn tập, ôn thi cho sinh viên. Và nếu như các bạn giỏi tiếng Anh thì hoàn toàn các bạn có thể nhận dạy kèm cho các em nhỏ muốn học tiếng Anh. Tiếng Anh là một trong những môn học mà có học phí cao hơn so với những môn học khác, đúng nào? Và cái nhu cầu học tiếng Anh ở xã hội hiện nay rất là cao. Do đó chúng ta hãy nắm bắt cơ hội nếu chúng ta giỏi các bạn nhé. Công việc thứ ba mà mình muốn giới thiệu các bạn đó chính là chúng ta kinh doanh online. Và đây là một trong những công việc mà hot nhất hiện nay, và không chỉ các bạn sinh viên đâu mà ai cũng có thể làm. Công việc này thì phù hợp với những bạn mà chúng ta thích kinh doanh và có một số vốn nhỏ để chúng ta mua hàng về bán. Không nhất thiết chúng ta cứ có vốn thì mới có thể kinh doanh, đúng không ạ? Và chúng ta có thể đăng ký làm cộng tác viên của những đại lý phân phối độc quyền. Hình thức đăng ký làm cộng tác viên thì đòi hỏi chúng ta cần phải tìm những cái sản phẩm uy tín, đúng không ạ? Và tránh nhận những cái sản phẩm chất lượng kém thì sẽ ảnh hưởng đến cái uy tín cá nhân của chúng ta. Và nếu như các bạn không có nhiều vốn thì các bạn có thể bán những cái đồ handmade, những cái đồ cũ, đúng không ạ? Và các bạn mua lại từ một nhà cung cấp khác nhiều hơn, rẻ hơn và bán lại với giá cao hơn. Và đây chính là một cách kiếm tiền đơn giản, phổ biến mà bất cứ ai cũng có thể làm được. Chỉ cần chúng ta đầu tư thêm một chút thời gian cũng như là tìm hiểu kỹ về sản phẩm của chúng ta kinh doanh, đúng nào? Và tư vấn tốt, nhiệt tình với khách hàng là được. Và chúng ta thấy một điều rằng là trên mạng xã hội sẽ có rất nhiều người gửi những yêu cầu kết bạn đối với chúng ta trên Facebook, đúng không nào? Và chúng ta cũng không biết là họ là ai và nhắn tin thì cũng không trả lời. Và đó có thể là một cái Facebook clone nào đó, hoặc cũng có thể là một cá nhân bán hàng online, đúng không ạ? Và bạn chính là danh sách khách hàng mục tiêu của họ và họ kết bạn để sau này khi họ đăng bài thì các bạn sẽ nhìn thấy. Cách thứ tư để các bạn có thể kiếm được tiền đó chính là chúng ta làm freelancer. Hình thức này nếu như chúng ta có đam mê, có sở trường ở bất cứ một cái kỹ năng nào trong công việc hiện nay thì chúng ta đều có thể bắt đầu một cách dễ dàng. Sau đây thì mình sẽ giới thiệu cho bạn hai trang web mà các bạn có thể làm freelancer. Thứ nhất là các bạn có thể truy cập vào địa chỉ là freelancerviet.vn, và trang web thứ hai mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là vland.vn. Hai trang web này thì các bạn thấy rằng là nó có một cái giao diện tương đối là giống nhau. Đầu tiên thì các bạn sẽ phải đi đăng ký một cái tài khoản trên hệ thống vland.vn, và sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành đi tìm việc làm. Như các bạn thấy thì ở đây chúng ta có rất nhiều những lĩnh vực khác nhau và chúng ta có thể lựa chọn cái lĩnh vực theo cái chuyên ngành của chúng ta đang theo học. Các kỹ năng mà thị trường freelancer đang rất hot và phù hợp với các bạn sinh viên đó là gì ạ? Thứ nhất, các bạn có thể trở thành một người cộng tác viên viết bài. Các bạn sẽ thấy là có rất nhiều những công ty hay những website họ cần những cộng tác viên để viết bài trên website của họ. Và làm công việc này thì các bạn có thể học hỏi được rất nhiều những kiến thức ở những lĩnh vực khác nhau. Công việc thứ hai các bạn có thể làm trong thị trường freelancer, đó là các bạn có thể quản trị page Facebook. Các bạn thấy một điều rằng là khi bán hàng online đã trở nên phổ biến và đặc biệt là trên mạng xã hội Facebook. Khi đó thì những chủ shop sẽ yêu cầu những bài viết chất lượng và thu hút được nhiều người xem. Công việc này thì đòi hỏi chúng ta phải là người nhanh nhẹn, thông minh và biết cách xử lý trong mọi tình huống. Nếu như các bạn giỏi một ngôn ngữ nào đó thì hoàn toàn các bạn có thể làm dịch thuật, đúng không? Và tùy theo khả năng của bản thân thì các bạn sẽ được dịch từ văn bản nước ngoài sang tiếng Việt hoặc là ngược lại. Và đây chính là một trong những công việc linh động mà chúng ta có thể làm bất cứ ở đâu, đúng không? Và chúng ta sẽ nhận được một cái dự án qua email của chúng ta và chúng ta hoàn thành đúng cái deadline mà họ yêu cầu là được. Dịch thuật là một trong những công việc mà có mức thu nhập cao và đặc biệt là đối với những ngôn ngữ ít thông dụng thì các bạn sẽ nhận được nhiều tiền hơn. Ngoài ra thì có rất nhiều những hình thức khác trong thị trường freelancer, ví dụ là làm và sửa lỗi website, đúng không nào, hay là thiết kế, hay làm video, intro, outro, hay các dịch vụ về sale. Công việc thứ 5 các bạn có thể làm đó chính là làm mẫu ảnh cho những shop quần áo. Công việc này thì phù hợp với cả nam và nữ, tuy nhiên thì sẽ ưu tiên những bạn chúng ta có ngoại hình tốt và vóc dáng cao. Mức lương làm mẫu ảnh thì cũng khá là cao và quỹ thời gian thì cũng rất là linh động, và chúng ta có thể nhận nhiều những công việc ở nhiều shop khác nhau, và miễn là chúng ta sắp xếp cái thời gian chụp hình là được. Chỉ cần vài tấm thôi là chúng ta đã có một cái khoản tiền kha khá, và bên cạnh đó thì chúng ta có hẳn một cái kho ảnh để có thể sống ảo, đúng không nào? Hy vọng rằng thông qua cái video này thì các bạn đã biết cách tạo thêm cho mình những nguồn thu nhập khi các bạn còn là sinh viên. Cảm ơn các bạn đã xem đến phần cuối của video này, và các bạn đừng quên đăng ký kênh của mình cũng như theo dõi mình trên Facebook để chúng ta thường xuyên cập nhật những video mới nhất của mình các bạn nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.